Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đổi mới lần hai về chính trị liệu có thành hiện thực. Tờ Diplomat vào ngày 15 tháng 4 có bài viết với tựa đề Cuộc tranh luận lớn về dân chủ của Việt Nam. Nội dung trong đó đề cập đến việc chính phủ Việt Nam cần có một đổi mới lần thứ hai về cải cách chính trị. Từ đó có thể giải quyết xung đột ý thức hệ nội bộ và tạo sự khác biệt giữa chế độ Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Mở đầu bài viết, tác giả đưa ra tác dụng của cuộc đổi mới, cải cách kinh tế của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đã tạo ra cơ hội kinh tế giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, sau 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những hậu quả liên quan đến suy thoái môi trường, bất bình đẳng và thất thoát nguồn lực nhà nước do tham nhũng cùng những hệ quả khác được nói ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần một cuộc đổi mới thứ hai, xoay kênh cải cách chính trị. Đây là hình ảnh tam trụ mới từ trái qua: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vẫn theo ý kiến đưa ra trong bài viết, nếu các thể chế và thông lệ chính trị mới được phép xuất hiện và dẫn đến các cách thức điều hành mới và các ý tưởng chính sách mới, thì nền kinh tế có thể chuyển sang các hoạt động cởi mở hơn và đổi mới hơn dựa trên khoa học và công nghệ. Trao đổi với đài FA vào tối ngày 15 tháng 4, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đưa ra nhận xét như sau. Tôi nghĩ rằng Việt Nam bây giờ đã có trình độ cao hơn, khá hơn rất nhiều với khi mới bắt đầu đổi mới. Việt Nam cũng đã hội nhập rất sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số hóa đang tạo cơ hội, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam để chuyển sang nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần thực hiện các biện pháp tiến hành công cuộc đổi mới lần thứ hai. Trong đó, ngoài các điều như tôi đã đề cập ở trên, thì cũng phải đề cập đến những thách thức khác như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sông nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và khô hạn ở miền Trung. Vì vậy, nên rất cần một chính phủ có hiệu quả, gọn nhẹ và đổi mới, sáng tạo, ủng hộ những ý tưởng đổi mới có thể tạo ra một sự rủi ro ở mức độ nhất định chung, nhưng là những công cuộc đổi mới mà Việt Nam rất cần để Việt Nam tiến lên một cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế. Cũng theo tờ Diplomat, cải cách thể chế đang tiến hành trong đất nước hình chữ S, nhưng thường chỉ ở cấp hành chính, được thúc đẩy bằng cách đơn giản hóa các quy định của luật và để tránh chồng chéo và trùng lặp. Những khái niệm như tam quyền phân lập hay xã hội dân sự vẫn bị coi là cấm kỵ đối với chính phủ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Trung ương lần thứ 13. Mặc dù khái niệm dân chủ đã được chính thức đề cập như một trong những ưu tiên chiến lược của đất nước, cùng với công lý và văn minh, dân chủ hóa vẫn là một thuật ngữ nhạy cảm về mặt chính trị, người ta lo sợ rằng nó sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị, đe dọa sự ổn định của hệ thống độc đảng ở Việt Nam. Trong khi đó, chính phủ được nhận định rằng luôn tin tưởng và chắc chắn vào thể chế thống nhất chính trị hiện nay là ưu việt và không thể thay đổi. Tác giả bài viết cho rằng cách suy nghĩ năng động về cải cách quản trị là chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham gia vào các công việc của đất nước, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chính phủ cũng cần phản ánh lợi ích của người dân để bảo vệ quyền lợi bất kỳ cá nhân nào được tham gia vào đời sống chính trị và công cộng. Từ Sài Gòn, nhạc sĩ Lê Thiệu thì nêu lên thực tế xã hội Việt Nam hiện nay so sánh với kêu gọi trong bài viết của tờ Diplomat như sau. Hoang đường, không có khả năng, không thể nào thực hiện được tại vì chế độ của Việt Nam hiện nay là chế độ độc đảng toàn trị. Vừa rồi, có một số người dân đi ứng cử hoặc là bị bắt hoặc là bị loại từ vòng hiệp thương, nên việc người dân tham gia vào chính trường, chính trị là việc hoàn toàn không thể xảy ra. Lãnh đạo có thể nói như thế, nhưng họ không bao giờ để điều đó xảy ra trong thể chế hiện nay của Việt Nam. Ngày mới đây, nhà thơ người Chăm, Đồng Chuông Tử với tên thật là Nguyễn Quốc Huy đã bị tạm giữ vào hôm 7 tháng 4 để cơ quan an ninh thẩm vấn và sau khi bày tỏ ý kiến cá nhân về việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội để đại diện cho người sắc tộc Chăm ở nghị trường. Trước đó, ông Lê Trọng Hùng, một người vận động tranh cử đại biểu Quốc hội, cũng bị Công an Hà Nội bắt giữ vào ngày 29 tháng 3 với cáo buộc cho là làm
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Đây là hình ảnh hai ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập, ông Lê Trọng Hùng bên trái và ông Trần Quốc Khánh đã bị bắt giam trước đó. Các ông này có thể đã không bị bắt giam nếu không tự ứng cử vào Quốc hội. Facebook Trần Quốc Khánh, 61 tuổi vào ngày 10 tháng 3, cũng bị công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam với cáo buộc cho là đăng livestream thông tin xuyên tạc phỉ báng chính quyền Việt Nam. Ông Khánh bị bắt sau khi ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Với kinh nghiệm quan sát xã hội hàng chục năm qua, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội cũng cho hay, người Việt Nam tại nước Việt Nam người ta đã bàn đến đổi mới lần thứ hai, tức là đổi mới chính trị từ lâu rồi chứ không phải mới gần đây. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có lúc nói rằng việc cải cách đi bằng hai chân, tức là cả kinh tế và chính trị. Đó là chuyện người ta đã đặt vấn đề, rất đáng tiếc, càng ngày tiếng nói như thế càng tàn lụi đi, nhất là trong 5-6 năm qua. Kể từ nhiệm kỳ 2 của ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi ông ấy dẹp được những phe phái có thể khác ý kiến với người trong đảng. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, sự đóng góp của người dân, tiếng nói của người dân tham gia vào những vấn đề lớn của đất nước ngày càng bị thu chột. Tác giả bài viết đăng tải trên The Diplomat cũng cho rằng các trí thức cấp tiến suy đoán rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam không có mô hình nào ngoài mô hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Theo đó, sự ổn định của Trung Quốc phụ thuộc vào việc hạn chế sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị và sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân, với tính chính danh của Đảng chủ yếu lại đến từ nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế và gần đây là thông qua các cuộc tấn công địa chính trị, đặc biệt là ở Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan. Nhà nước Trung Quốc được nhận định phải liên tục tăng cường kiểm soát xã hội và chính trị trong nước để ngăn chặn bất kỳ sự mất quyền lực hoặc nhận thức về mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Đây là hình ảnh sáng lập viên quỹ 50.000 đồng bà Nguyễn Thị Hạnh từng ra ứng cử với tư cách ứng viên độc lập cho ghế đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm 2016, vừa bị bắt giam ngay trước khi kỳ bầu cử. Tuy nhiên, Việt Nam không cần phải rơi vào tình thế bấp bênh và căng thẳng như vừa nêu thông qua việc Việt Nam đã mở cửa và chấp nhận con đường hướng tới dân chủ, thì trí thức và chính quyền và người dân có thể cùng nhau chấp nhận các sản phẩm của sự tham gia của công dân như một nguyên tắc quản lý, trong đó quyền lực của người dân là tối quan trọng. Khi đó, trí thức Việt Nam và chính phủ sẽ lấy lại lợi thế riêng của mình, từ đó lợi thế của thảo luận cởi mở và thiết thực, coi mở cơ hội là khả thi. Điều này sẽ phân biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhìn nhận vấn đề vừa nêu, tiến sĩ Ngô Quang Nga cũng cho hay Việt Nam có theo mô hình Cộng sản Trung Quốc, nhưng nếu nhìn kỹ thì tình hình chính trị của Việt Nam bây giờ sẽ thấy dù có vài điểm tương tự nhưng không hề giống hoàn toàn Trung Quốc. Tuy vậy, vấn đề là làm thế nào để cho Việt Nam ngày càng có tự chủ, ngày càng phát triển hơn cần được quan tâm nhiều hơn nữa, thông qua các việc sau. Người dân phải cất tiếng nói nhiều hơn, tiếng nói xây dựng, vạch ra cho họ, cho những người bảo thủ như ông Trọng biết cách làm như vậy là sai, cho đất nước và động viên những người bên trong hệ thống có cái nhìn tiến bộ, phát huy tiếng nói của mình. Đấy, chúng tôi gọi là đảng vận. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng khẳng định rằng nếu người dân thờ ơ không quan tâm với tư tưởng và cách làm ăn, khi họ nghĩ rằng không ăn thua, đằng nào người ta cũng không nghe, thì đây là việc làm tiếp tay cho họ không nghe và tiếp tay cho thế lực bảo thủ cứ chây ỉ ra và không chịu thay đổi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cựu đảng viên cũng bị phạt tù, cựu đại úy công an lại bị bắt. Đây là hình ảnh ông Lê Chí Thành, 38 tuổi, cựu đại úy công an từng nhiều lần lên tiếng trên Facebook về tệ tham nhũng trong ngành công an thành phố, bị bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị tòa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù vì viết bài trên Facebook xúc phạm lãnh đạo. Trong khi đó, một cựu đại úy công an cũng bị bắt vì chống người thi hành công vụ. Vào hôm 15 tháng 4, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Quách Duy, 39 tuổi, từng là chuyên viên văn phòng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 4 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Theo trang báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin như vậy.
Trang này cũng cho biết ông Quách Duy đã đăng tải trên trang Facebook một số bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 3 bài viết có nội dung vi phạm luật an ninh mạng và nghị định 72/2013 của Chính phủ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Và với việc bắt bớ ngày càng dày đặc như vậy, thì rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn sợ đổi mới và người dân vẫn phải lầm than và chịu nhiều hậu quả sắp tới trước sự quản lý đất nước hết sức độc tài của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 với bản tin Việt Nam đổi mới lần thứ hai về chính trị, liệu có thành hiện thực hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.